và đồng thời có những cái chút quà mang vị hương Tết. Lời đầu tiên cho phép tôi được xin thay mặt cho 87 bệnh nhân và xin có lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh các chị mà đại diện cho tất cả các doanh nghiệp đã có mặt hôm nay đến để chia sẻ tình cảm và tặng quà, và cũng cho chúng tôi xin gửi lời để cảm ơn tất cả các anh các chị mà trong các doanh nghiệp có tấm lòng vàng mà không có mặt ngày hôm nay. Một lời chào năm mới thành đạt và chúc các bác các anh các chị là luôn mạnh khỏe, ăn một cái Tết vui vẻ. Và cuối cùng là chúng tôi cũng xin là một lời nữa là xin cảm ơn chân thành nhất. Vâng, cảm ơn các bác. Nếu bây giờ là cảm ơn các ba cụ nha. Bây giờ là bà Thư và Hiệp đọc tất cả các danh sách mà cụ nào có là những người rồi thì này. Có nha. Các cụ nào ở đây nhiều tuổi nhất ra tay con nhìn được nhìn mặt không ạ? Con nhiều tuổi nhất. Hình như là có cụ hiểu năm nay bao tuổi ạ? Hiểu năm nay bao tuổi? Cụ tăng nó rồi. Chín mươi tuổi thì nói chung là chăm sóc cho chúng tôi thì có nghĩa là trước kia thì khổ, nhưng mà bây giờ nói chung là cuộc sống cũng tạm ổn định. Cái khó khăn nó chỉ là phụ, nhưng mà cái thiếu thốn về vật chất thì nó cũng còn nhiều. Nhưng cái khó khăn là phụ, nhưng mà cái thiếu thốn về chất thì tinh thần nó cũng vui đúng không? Này như thế là gạo tiền thì coi như là chúng tôi khỏe, nấu được ăn. Còn các cụ gọi là yếu không làm được thì đã có hộ lý bừng bê tận nơi, bừng bê tận nơi thế này thì đầy đủ. Ngoài ra con cháu các cụ sao ở thăm rồi? Báo cáo các bác là chúng tôi thì con người như tôi này là hơn 50 năm thì nói chung là gia đình thì con cháu thì cũng có, nhưng mà lại cái bây giờ nó xa cha rồi, vợ rồi còn xa hơn các bác. Các bác còn đến thăm chúng tôi một năm có thể đôi lần, con cháu chúng tôi nó xa rồi, vợ nó khó nhá, để đôi lần các cùng thăm nhau được rồi, vui rồi, bên cạnh nhau thế là tốt ạ. Nói chung là cái thiếu thốn thì cứ gọi là còn thiếu thốn nó còn nhiều, nhưng mà còn cái tinh thần các cụ rồi là đầy đủ, là tốt lắm rồi.